Tiếng nó lại kêu, cái tiếng nó lại kêu. Đó đó, tắt cả đèn cày rồi. Holy fuck. Holy shit. Oh my god, chó. Bật cái điếu thuốc. Cái điếu thuốc rồi anh em để đi. Khói trong điếu thuốc tự nhiên cháy lên luôn anh em. Oh my god. Oh my god. Cái điểm rồi Mạnh ơi. Chết rồi, chết rồi. Thôi anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Ok, ok, ok. Let me... Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video của mình nha. Mình là Mạnh đây. Thì hôm nay mình và Kamegamen sẽ quyết định chơi một trò tâm linh về ban đêm có tên là gọi hồn Ma Lon. Thì theo như mình được biết thì Ma Lon là linh hồn của người đã chết dắt dưỡng ở trần gian. Khi có một lời mời của người còn sống thì linh hồn này nghe được và sẽ tiếp ứng nhập vô cái lon này và vui đùa của chúng ta. Thì mà thời hạn cái lon này hoạt động á, linh hồn của người chết nhập vô cái lon này á, thì bằng một nén nhang nha mọi người. Khi nào mà nén nhang nó sẽ tắt hết thì cái lon sẽ không còn hoạt động nữa. Thì một điều lưu ý là các bạn nào mà sợ thì nên lấy một nén nhang rất là ít thôi nha. Tại vì mà hơi dài là cái đó là ăn cám, các bạn xác định luôn. Để mà chơi được trò Ma Lon thì các bạn cần một số dụng cụ sau đây. Thứ nhất, một thứ không thể thiếu đó chính là một chiếc lon. Lon hay là lớn nhỏ gì tùy môn và mỗi bạn thôi nha. Đấy, thứ hai là một nén nhang. Thứ ba là những bánh kẹo mọi người, bánh kẹo gì cũng được, tùy mọi người thôi. Thứ tư là hai cây đèn cầy, loại nào cũng được, bự nhỏ không quan trọng. Và một cái cuối cùng đó chính là điếu thuốc. Điếu thuốc thì phải có hộp quẹt nha mọi người. Ok, và sau đây là nghi thức gọi hồn của mình và Kamegamen. Let's go. Để mà thực hiện được một nghi thức thành công thì các bạn hãy lựa cho mình một mảnh đất nào mà có nhiều người tồn đãi, là ở đó có nhiều linh hồn hoặc là hồn ma nha mọi người. Thì ở đây là cái mảnh đất sau vườn nhà mình nha mọi người, rất là kinh dị luôn. Tại vì lúc trước ở đây á, là nghe ông bà mình hay kể lại là chỗ để mà mấy giặc Pháp đánh nó giết, xong rồi nó chôn ở đây nè mọi người. Xong rồi là nó đào cái kênh ở đây nè, đào cái kênh xong rồi đắp đất lên đây nha mọi người. Là cái chỗ này là vẫn là tâm linh nha mọi người. Đồng để cái lông lên mình phải lật cốc xuống. Xíu nên mình sẽ lấy nén nhang nha mọi người. Và sau đây mình sẽ đốt đèn cầy lên. Mình nhổ xuống để cắm cho nó dính mọi người. Hồi cái nhang hết luôn. Đốt hai cây lên đúng không? Cho cân bằng. Ui giời ơi, đèn cày đốt nó hơi mập mờ xíu là mình thấy nó bắt đầu hơi sợ sợ một tí mọi người. Mặc dù mình chưa gọi người ta luôn. Cầm dân đất luôn cũng được. Clip này anh em mình nghiêm túc nghe anh em. Rồi mình thấy có điện mà đó mình cảm thấy cái này không được, mình thấy có điện mà nghe mọi người. Anh em ơi, cái đèn cày cắm hoài nó không xuống anh em ơi. Tụi mình thấy là có cái điện chứ không ai rồi. Giờ mình ghim lên đất luôn đi mà. Mình nhiễu lên đó một miếng. Được không? Thôi, hồi mình đang chịu hồi là cái đèn cày ngã. Rồi, ok, ok. Ui giời. Anh em nghe tiếng gì không? Thề luôn anh em, hai cương mình nổi hết da gà. Mình vừa đặt xuống cái cây đèn cày này đứng lên một cái là có một cái tiếng gì ở mép bên kia sông các bạn, nó kêu lên. Thật sự rất là sợ và tâm linh. Ok, mình sẽ cố gắng thực hiện clip này thành công nha mọi người. Nếu như mà thật sự mà Ma Lon có tồn tại và hiển linh cho tụi mình á thì mình mừng. Còn nếu như mà thật sự không hiển linh gì hết thì tụi mình còn mừng hơn nữa nha mọi người.
Ok, mình sẽ đọc câu gọi hồn Ma Lon nhé mọi người. Ma Lon ơi hỏi Ma Lon, nếu thật sự người có tồn tại thì nghe lời ta thỉnh, mau mau nhập vào cái lon này để vui đùa cùng tụi tôi. Xin hãy nhập vào cái lon. Ma Lon hỏi Ma Lon, xin hãy nhập vào cái lon để vui đùa cùng tôi. Nếu ngài thật sự tồn tại thì xin hãy nhập vào cái lon. Ê ba, cái đèn cây lộn cái điếu thuốc sao hết nhanh quá vậy? Tôi cũng cảm thấy điếu thuốc nó hết nhanh đó mọi người. Nếu như người thật sự tồn tại ở trên cõi đời này thì hãy xin nhập vào cái lon để cho tụi tôi biết là có sự hiện diện của những linh hồn đã khuất. Em ơi, tự nhiên đang kêu gọi cái đèn cây kìa, anh em thấy không? Đèn cây nè, nó muốn tắt rồi anh em, mà cái đèn cây bên kia nó vẫn còn cháy. Tự chọn da gà mình lên. Khỏi cái đèn cây kìa anh em. What the fuck? Holy shit. Oh my god. Oh my god. Cái điếu thuốc kìa anh em, thấy khúc đỏ luôn không? Mình nổi da gà hết rồi mọi người ạ. Thật sự luôn, lúc mà mình nói gì á thì mình thì thật sự là không có gió. Nhưng mà lúc mà mình gọi hồn được các thứ thì điếu thuốc càng hết. Và hai cái đèn cày thì nó mập mờ, có gió thổi nó muốn tắt á mọi người. Mình rất là sợ. Anh em mình lấy hết can đảm mình làm clip này cho các bạn coi đó. Mình thật sự luôn là một điều ở đây rất là mình hơi can đảm á mọi người. Thì anh em thấy không, rõ ràng không, điếu thuốc kìa. Hồi nãy còn hơn nữa điếu. Vừa nói vài câu xong muốn hết điếu thuốc. Muốn hết điếu thuốc rồi mà thật sự rất là sợ. Đây là những cái hiện tượng mà mình làm. Mình có sao thì mình để hình vậy. Mình không kỹ xảo, không cắt ghép luôn, không lừa đảo. Đây là video real hàng thật mọi người ạ. Anh em nhìn nè, tay mình đỏ hết da gà nè. Ok, để mình gọi lại một lần nữa nha mọi người. Ma Lon ơi hỏi Ma Lon, nếu người thật sự có tồn tại thì xin hãy nhập vào cái lon để cho tụi tôi biết là có sự hiện diện của những linh hồn đã khuất. Xin hãy nhập vào cái lon này. Ôi, gió nó lại lên nữa mọi người ơi. Ui giời, kìa ơi. Anh em ơi, không ổn mà anh em ơi. What the hell. Cái điếu thuốc tự nhiên nó cháy đỏ gực luôn kìa anh em ơi. Holy fuck. Cái đèn cày mình thấy hơi sợ mọi người ạ. Anh em nhìn rõ cái đèn cày này nha. Nhưng mà cái mình thấy bắt đầu nó hơi có hiện tượng lạ rồi anh em ơi. Có gió mọi người. Nhưng mà cái lon vẫn chưa có động tĩnh mọi người ạ. Nổi hết da gà. Đây thằng cameraman nó nổi hết da gà mọi người ơi. Lon dựng đứng lên luôn. Lon dựng đứng lên luôn. Tự nhiên nó gió nó lên mọi người. Ma Lon ơi hỏi Ma Lon, hãy nhập vào cái lon này để cho tụi tôi biết có sự hiện diện của những người đã khuất. Xin hãy nhập vào cái lon hỏi những linh hồn đã khuất. Kìa anh em. Anh em để ý rõ ràng nãy giờ không nói là không có gió nha. Mình tới mình cầu lên một cái là có gió cái hai này cày kìa. Và cái điếu thuốc sắp hết luôn kìa anh em. Xin hãy nhập vào cái lon để cho tụi tôi biết có sự hiện diện của những người đã khuất. Xin hãy nhập vào cái lon hỏi những linh hồn đã khuất. Thì những hiện tượng mà như gió thổi, đèn cày sắp tắt hay là điếu thuốc nó tự cháy đỏ lên có bao nhiêu thôi. Nhưng mà cái lon nó di chuyển thì mình vẫn không thấy mọi người ạ. Nếu như mà thật sự mà cái lon mà có nhúc nhích là tôi thề luôn là tôi với thằng cameraman sẽ chạy bỏ cái camera ở đây luôn á mọi người. Thật sự luôn rất là sợ. Tại mình vừa nói xong là gió nó lại lên. Ôi bây giờ da gà, da ốc thì nó lên hết luôn mọi người ơi. Nếu như mà những linh hồn có tồn tại thì xin hãy nhập vào cái lon, điều khiển cái lon nhúc nhích hoặc là gì đó thì xin hãy hiện diện ở đây để cho tôi biết. Xin hãy hiện diện. Ôi, mày có thấy cái thuốc nó kéo đỏ lên không Diệu? Tao thấy nè. Thề luôn anh em. Nhìn cái tay tôi nè. Cái tay thằng Mạnh Sinh Bay nè. Nổi hết da gà luôn. Rất là sợ mọi người ơi. Vừa rung vừa sợ mà vừa muốn làm clip cho anh em coi đó. Ui, lại có gió nữa mọi người ơi. Tưởng mẹ. Ơ, nhìn cái nhang kìa. Holy fuck. Oh my god. Không ổn mà anh em ơi. Li xung quanh thứ ơi, li xung quanh thứ ơi. Để tôi li xung quanh nào mọi người ạ. Coi có hiện tượng gì lạ không. Anh em thấy không? Mình tắt cái đèn một cái là trời tối thui hết trơn nè. Đó. Đó, cái tiếng nó lại kêu, cái tiếng nó lại kêu. Đó, tắt cái đèn cày rồi. Holy fuck. Holy shit. Oh my god, chó. Bật cái điếu thuốc. Cái điếu thuốc rồi anh em để đi. Khói trong điếu thuốc tự nhiên cháy lên luôn anh em.
Oh my god, đèn oh my god. Cái điểm rồi Mạnh ơi. Chết rồi. Thôi anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Ok mọi người. Thì mình xin kết thúc clip ở đây mọi người, tại vì sợ quá. Nếu như mà các bạn thật sự có yêu quý mình á thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh để kênh HM Official ngày càng phát triển nha. Bây giờ hẹn gặp lại và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Bye bye. Ok mọi người, khi mà hồi nãy á, mình vừa nói cái kết thúc cái video á thì bỗng nhiên cái hai cây đèn cày với cây nhang á mọi người tự nhiên nó cây nhang nó tự ngã xuống và cây đèn cày nó tắt luôn. Hay là mình sợ quá mình đá cái lon bỏ mình chạy một mạch vô nhà luôn mọi người. Lên vô tới trong nhà, càng tới trong nhà luôn mình mới dám quay mình nói. Chứ thật sự là ở ngoài nó cảm giác nó ớn da gà nó lên rồi gió thì nó lên mọi người nên mình rất là sợ. Mình phải bảo vệ cái tính mạng của mình thiệt. Tính mạng không thể đùa giỡn được. Nên mọi người là mình phải lên đây mình mới nói gì hả nói. Chạy trước là an toàn mọi người ạ. Thật sự rất là sợ luôn. Tính bây giờ mình có cái cảm giác gì tính sao nó kỳ kỳ bí sao mọi người, rất là sợ. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye mọi người.